Xin chào buổi sáng các anh em. Hôm nay chúng tôi đang bán để thanh lý cho anh em ba cái mẫu xe Toyota Fortuner với cửa tiền vô cùng hợp lý. Cái mẫu xe đầu tiên chính là mẫu xe Toyota Fortuner máy xăng một cầu số tự động sản xuất năm 2013. Đây là một trong những cái mẫu xe được đánh giá là rất mới, bởi vì là cả bốn dàn lốp vẫn còn theo xe anh em nhé, nguyên bản theo xe. Đây anh em có thể nhìn thấy đây, Toyota Fortuner máy xăng một cầu số tự động sản xuất năm 2013 luôn. 2013 7 chỗ gầm cao, xe này thời điểm mới mua thì lên đến khoảng tầm 1.3 tỷ, nhưng thời điểm này thì có thể tiết kiệm cho anh em khoảng tầm 800 triệu anh em nhá. Tiết kiệm 800 triệu anh em ạ. À. Đấy, thanh lý. Lốp 4 lốp vẫn còn nguyên bản theo xe này. 2013 và lốp vẫn còn nguyên bản theo xe thì rất là hiếm có luôn anh em nhá. Đấy, lốp vẫn còn nguyên bản theo xe. Thì phải nói thật sự là rất là hiếm có, xe này cũng được trang bị màn hình DVD camera lùi. Rồi, ghế da thì chất lượng cũng rất là đẹp. Đấy, xe này thì đang chào với mức giá là có 495 triệu đồng thôi, và giá thì vẫn có thể thương lượng được anh em nhé. Đấy, hỗ trợ được trả góp 70%. Và bên cạnh đó thì anh em có thể thấy chúng tôi đang có hai cái mẫu xe Toyota Sportivo sản xuất năm 2015. Đấy, hai cái mẫu xe này thì một cái mẫu xe biển tỉnh anh em nhé, biển tỉnh. Đấy. Sportivo thì là một cái mẫu xe được đánh giá là nhìn giống chất thể thao màu trắng, có bộ body kit phía trước, phía sau. Đấy, và được trang bị cái mâm xe dạng thể thao hơn. Đấy, xe này cũng được lắp thêm tem sườn rồi về mưa, và nó cũng là rất là mới luôn rồi. Anh em nào đang quan tâm thì chúng tôi đang chào bán có 595 triệu đồng thôi. Xe biển tỉnh và đây biển Hà Nội thì đang chào 615 triệu. Nhưng thời điểm này thì xin xin với anh em giá nào, nếu các anh em nào đến lái thử xe trực tiếp tại showroom tại BK Hà Nội Vương Quốc Cầm Cao thì giá nào chúng tôi cũng bán anh em nhé. Giá nào cũng bán hỗ trợ trả góp 70%, chỉ cần 288 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin trân trọng cảm ơn.